Dan ya.
lắng nặng cho đấy đi hả? Là hút nước dưới cà đỏ này hả? Hôm nay rảnh rỗi không có việc chi làm, vừa dịch làm mình dịch theo luôn rồi à, cho nên rảnh đi qua cho anh em trải nghiệm cái ngành phụ xe bay ha. Và lấy súng xe đẳng cấp quá, anh bọn tài xế trẻ đầu một cái xe quay lung cảnh mình lấy súng luôn cho anh em xem ha. Thôi hôm nay mình xin kết thúc video đây. Chúc tất cả anh em một ngày mới vui vẻ, đồng hành cùng mình nhé. Anh em xem xong video nhớ bấm like và đăng ký để nhận thông báo mới. Và đừng quên nhấn chuông để nhận những video mới tiếp theo của mình nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.